chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sớm Về TV. Hôm nay Huy lại tiếp tục đi ra bầu dài nè mọi người. Hôm nay Huy có đi với Kha với lại cháu mình nữa. Thì hai người đang đi ở phía sau kìa. Đó bây giờ mình hôm nay mình ra ngoài bầu dài này, mình sẽ hái một ít ngó lục bình. Hôm bữa mình coi cái video của anh Khôi thấy ảnh có một cái món ngó lục bình bỏ chua rất là hay mọi người. Thì mình mới nghĩ ra là mình sẽ làm món ngó lục bình này là làm gỏi, không có làm bỏ chua mà mình sẽ làm gỏi, xem thử ăn thì nó như thế nào. Thì mình biết là lục bình này ăn cũng khá là ngon và rất là tốt. Thì phía trước tất cả mọi người nè, đó, rất là nhiều vịt luôn. Ở ngoài đây người ta đang đóng vịt ở đây này, cho nên là mấy con vịt này nó đang ăn trong cái mùa nước mà người ta chưa gieo á. Cái lúa mà nó lên như thế này, lúa nó có hột này, lúa già nó nứt lại á, thì mấy con vịt nó sẽ rỉ nó ăn. Vịt này là vịt đẻ này mọi người. Ở đây thì lục bình rất là nhiều, mình ra đây hoài, ra đây câu cá nhiều lắm, cho nên là mình biết rồi, đây là chắc chắn là sẽ có ngó lục bình luôn. Hai bạn ơi, đi lẻ đi nè. Bữa đây mà mình mặc đồ đẹp mình ra đây mình hành các bạn. Đây là bầu dài, đây là một con nước, thường là nước nó sẽ ở trên đầu nguồn, nó chảy vào đây rồi mọi người sẽ theo vào ruộng rất là tiện. Thì ở đây hiện tại là nó đang mọc bông rất là nhiều này, thì khả năng là mình sẽ đứng ở trong bờ mình hái thôi, không có thuyền hay là cái gì để mình ra hết. Giờ đây hái gì? Hái ngó lục bình, biết ngó lục bình chưa? Không, đó là chưa ăn. Chưa ăn hả? Chưa ăn thì chắc chắn chưa biết rồi. Giờ bây giờ bây giờ tụi mình sẽ kia đi qua coi hụt nó lấy cái lục bình lên coi thử có ngó không. Không có ngó hả? Cái ngó của nó tức là cái nhánh mà nó nứt tỉ ra. Cái rễ ăn cái gốc cũ không? Bây giờ mình lấy thử một cái cây bự lên đi. Ồ. Cái mà nối á, đây là sao á? Hình như cái này sao không? Không phải, cái này là cái nhánh. Cái bông của nó cũng ăn được luôn á. Được, cái bông mà cái phần thân ở dưới á. Bông của nó ăn giòn giòn. Cái ngó nó cũng giòn giòn. Đúng rồi, đây. Nhưng mà cái ngó này màu đen thì mình không có ăn được, nó bị sượng. À cái đó đúng không? Đúng rồi, đó đây là cái ngó này. Đó nó có cái phần ở bên trong này, đây này. Ở trong á, đẹp mà. Cái lõi ở bên trong này nó bị xốp, bị cứng. Bị cứng rồi hả? Ừ. Còn mà cái màu trắng á, cái màu trắng thì ăn được. Như những cái cây non á, đây này, cái này thì rồi cái này cũng tím rồi. Đó. Đó, màu trắng như vậy đó. Ờ, mình phải lột cái vỏ ra nó mới mùi trắng được. Đây. Này. Đúng rồi. Đô xài. Đó. Ở đây mình mặc cái áo trắng nữa chưa. Đây này, những cái cây non này này vẫn ăn được. Để mình có đem theo cái bị nữa. Đó, có bị luôn. Đó. Hái nhiều mà đem bị bự dữ hả? Đây này, cái này vẫn được luôn này. Cái ngọn bông này được không? Được, nhưng mà cái giờ nhai như nhai dễ rách luôn ý. Đó. Ở đây mình bây giờ mình lấy ngó đi. Đúng là người ta nói bông tím lục bình nó đẹp dễ sợ. Ê, quá trời luôn nè. Bông tím lục bình hả? Ta có câu bông tím lục bình đó, nó đẹp cực kỳ luôn. Một đẹp là đẹp cực kỳ luôn. Cực kỳ luôn. Bị hư rồi. Hư rồi. Đây này mọi người. Kha. Thấy chưa? Cái đó là đây ăn là được, cái ngó ăn được lục khúc này, ăn được khúc này đúng không? Đúng rồi. Muốn nó trắng đẹp đẽ luôn cơ. Rễ này. Ở miền Tây ta ưa có cái này ta ăn miền đúng Tây không? Miền Tây người ta hay ăn mấy cái này lắm. Bây giờ mình không thấy ai ăn. Ít người ăn lắm mà lục bình nhiều. Ở miền Tây người ta khuyến khích đó là mọi người hái mấy cái này ăn cho nó kiểu nó có trị bệnh không? Mình cũng chưa có nghiên cứu, nói chung là nó có rất là nhiều muối khoáng. Tại vì những cây thuộc họ nước với lại xốp như thế này nè. Thì muối khoáng ăn cũng khá là tốt. Đây. Nhưng mà cái này hái không biết khi nào mới đủ một nhiều quá không? Một son nữa. Gọi là một cây lục bình mà mình chỉ lấy một cái hai cái thôi. Một mà một bụi lục bình bự mới có nha. Nhỏ thì không có rồi đó. Mà lục bình đây thì nhiều, phải như mà mình leo ra bên kia được á.
ở ngoài kia đi ra nó sâu lắm. Này ăn được không? Được chứ. Hả? Được không ta? Hơi tím không? Hình như chắc được á. Được. Ừ, được. Thôi xin lỗi mấy em lục bình nhỏ đi. Lỗi mấy em lục bình con. Mình đứng mình hái lục bình mà con vịt nó đứng nó cười. Ha ha ha. Cười ha 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 luôn không? Ờ. Nó trời ơi, mày làm gì đây? Ôi, đây cá nhiều nè, cá nhiều, cá nhỏ mà bữa câu quá trời luôn á. Bữa nào ra đây làm clip cắp trại của cá đi. Câu vịt luôn. Ok, giờ mọi người con vịt kìa. Mỗi lần mà mình nó thấy mình bứt lục bình lên cái nó cười. Cười sao? Cười ga ga ga. Yeah. Hồi bữa nó đi ngang cái đám vịt kia có con vịt chú ở trong bầy nó kêu kha 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 kha. Mình tưởng nó nó kêu mình, rồi chạy vô. Đây. Mình ấy. Đó. Hình như con non nó như mình ăn được cái sao không? Được nhưng mà nó xốp lắm, nó không có độ giòn như cái này. Ừ. Cái này thì nó giòn giòn ăn nó ngon hơn. Thì nãy giờ mấy anh em ngồi hái thì cũng được một ít rồi mọi người. Giờ chắc có thể đi về để mua một ít tôm, thêm một ít phụ gia vô nữa để mình có được một cái món gỏi nó đầy đủ trọn vị hơn. Thì mấy anh em bây giờ sẽ đi về mọi người. Lẹ kha. Ốc hả? Ốc vịt nó ăn hết rồi. Cái này để cho vịt ăn đi, mình tha nó đi. Món ốc mình cũng có rất là nhiều rồi. Ok tất cả mọi người, thì sau một thời gian sáng sớm giờ á, tụi mình cũng đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu để làm cái món gỏi gì quên mất rồi, gỏi ngó lục bình. Đó thì cái lục bình của mình á, hồi sáng Huy đã cắt cái ngó này, nó sợi sợi ra như thế này nè. Đây mọi người thấy không? Chắc Huy quay cận vô cho mọi người thấy quá. Nhìn nó đẹp mắt sao ta? Ừ. Nhìn nè. Mình đã cắt sợi như là cái kiểu củ hủ dừa á mọi người. Đó, bằng cái đầu đũa. Đó, rồi mình có ngâm thêm một đá vô đây để cho cái lục bình nó vàng. Mọi người nhớ bóp muối cho nó kỹ để nó khỏi bị kiểu nó bị hăng hăng, nó tê cái đầu lưỡi á mọi người. Cái lục bình này mình ăn sống nó sẽ tê nó hơi ngứa ngứa. Ờ, tại vì nó có một cái tiếng độc nhẹ. Cái gì vậy? Hết hồn không biết cái con. Đó thì mình có chuẩn bị thêm các loại nguyên liệu, đó là cà rốt, một miếng đu đủ, hai trái dưa leo để mình bào vô trong luôn cho nó giòn hơn khác. Nhìn hấp dẫn cái ta. Bây giờ làm, bạn tạm thử đi. Bạn Kha giúp mình bào hay là để mình bào? Sao không được mình làm gì? Sao không được? Là Kha bóp đầu phộng đi. Bóp đầu phộng. Làm bóp cho nét ra hả? Ờ, bóp nét lấy vỏ ra, còn mình sẽ bào đủ đủ. Rồi cái lục bình của mình nãy giờ ngâm á, nó săn lại nó giòn rồi. Bây giờ mình sẽ chắc bỏ hết nước đi. Rồi mình cho hết vô trong đây luôn. Nhìn hấp dẫn ha. Nhìn nó trắng. Nhìn hấp dẫn. Mình ngâm vô cái nước muối á, nó sẽ không bị thâm. Còn mà mình không ngâm nước muối á, là nó thâm liền. Đó. Rồi tôm cho vô luôn Kha. Cho đúng giúp không? Mình tôm vô luôn đi. Hai ba. Trời, không quay cái ruột. Chết. Đó, tôm mình mua 50.000. Mình kinh nghiệm anh thơ mình yếu lắm, mình đổ ào cái gì á. Quá trời tôm luôn nè. Hồi xì giờ sao trộn? Mình đổ cái ấy vô nó xìu xuống đúng không? Đúng rồi. Đó, rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho nước mắm vô. Nước mắm này theo cái công thức mà thường mình hay chỉ cho mọi người á, là nước mắm kiểu đâm hàng ngày của mình, ớt, tỏi, đường, nước mắm và đặc biệt thêm đó là tương ớt để cho nó có cái độ sánh, độ sệt lại á. Hay à. Ừ. Được. Cảm ơn Kha. Lần nữa cũng chưa tay, biết chưa tay.
ngừng bên cầm chúa trộn đó, để kích trộn đi. Mình sẽ có nhiệm vụ là nặng chanh phải nói rõ ràng đó. Gỏi này mình có chanh á, nó sẽ giúp làm chín, với lại là những cái vi khuẩn á nó không bị sống lại. Hai bài á đó là theo cái kinh nghiệm của mình mấy chục năm về trước được. Học được lúc mới đĩa ra học được hơn. Chuẩn bị làm ăn nhanh lẹ nha mọi người, chuẩn bị quỷ tới rồi. Trời sắp trăng rồi, nó muốn mưa sao á. Quỷ tận chuẩn bị tới đó nha. Sao nặng cho tay tôi không vậy cha? Wow, nó thơm không y. Nặng chanh vô cái nó bốc mùi lên nó đã dễ sợ luôn á. Kiểu như nó dậy mùi á. Ừ. Nó dậy cái mùi lên. Mình bỏ thêm cái ớt kia lát mình cắt vô không? Ớt là mấy nãy mình đâm nhiều à. Nếu mà không có cây á thì mình cắt bỏ vô thịt. Còn không thì thôi. Ồ vậy hả. Cái phần rau này, ngò với lại hành mình sẽ cho vô luôn. Cho nó có màu xanh nó đẹp mắt. Các bạn ơi, còn muốn đẹp đúng không? Mình cho vài bả trái ớt còn nguyên vô. Đó, các bạn ơi. Làm màu thôi. Ăn cái ớt các bạn. Ăn chết luôn. Ừ. Cay lắm. Mình con trai nhưng mà mình không có thích ăn nhiều ớt, không yếu đuối lắm. Ớt nó rất là nhiều tác hại, nếu mà mọi người không biết ăn đúng cách á, ăn mấy cái trái ớt mà ăn luôn hột á, bữa nào cay quá là mình sẽ ảnh hưởng đường ruột này. Bữa nào làm biết vậy, ăn ớt đúng cách nha. Ừ, vậy cách ăn ớt. Ừ. Thì đây là cái tô gỏi lục bình của mình đã xong, ngó lục bình. Bây giờ mình sẽ đổ ra mình trang trí cho mọi người xem nha. Mình đổ ra ở trên cái lá chuối nè. Đó, giận chưa? Mình muốn đầu tiên là cái đẹp mắt trước. Thích thì mình cho luôn. Thì đỡ nữa. Ê ê. Không có giỡn nha. Đó. Wow, nó đã chưa? Rồi khổng lồ. Ừ. Ông rùi nó vô duyên lắm, mở cây mà mình làm đám thật là nó táo lần rồi không đâu. Chắc là ta chưa biết gì món gỏi này đúng không? Chưa. Đây là mình cùng lần đầu mình làm rồi nó chi. Mày ăn được không? Ăn suối. Sợ đi cái lọc bình. Hồi đó giờ mình chưa có ăn cái này sợ hả? Nghĩ sao trình độ toàn là dân cao thủ ăn phá không mà sợ mấy cái này. Tại mình cái này mình chưa ăn á. Ăn đậm thực độc lạ. Độc lạ. Để quan sát coi mình có ai không. Rồi, có ổn định. Nghiệm quá, nghi hiểm quá. Cái tráng mình sẽ để ra. Đó, quá hấp dẫn luôn bạn ơi. Đậu phộng. Bút nét luôn à? Đậu phộng mình sẽ rắc lên. Phải rắc vậy hơn. Tại sao mà ông rắc vậy mà rắc vậy? Không biết nữa, tại thấy người ta rắc là bắt kiểu kiểu vậy hơn. Quái dữ, đậu xanh. Thấy hấp dẫn quá bà con ơi. Cặp đũa mình rắc kêu vào phòng. Ớt lên đây. Đẹp. Trang trí đẹp. Còn phòng nó lăn ra ngoài mình không nên bỏ phí mọi người. Ok, thì cái món của mình đến đây là xong. Và tất cả mọi người cũng nên dọn và đi về thôi. Thôi về nha, ở đây mình về nha. Không ăn cái gì hết. Hai tiếng đi ngủ thì tụi mình đã quay lại với món gỏi. Như mình ngủ 3 năm mới dậy nhau á. 3 năm rồi. Sáng giờ đây. Đây là cái thành quả mà sáng giờ của tụi mình á, không có phí phạm cái công sức mà mình bỏ ra luôn. Đi ra ruộng, đi mò cua bắt ốc. Rồi đi bớt từng cọng, cuối cùng bây giờ thưởng thức đi ha. Giờ thử đi. Thử đi. Không có chần chờ đói bụng quá là. Giờ mình sẽ gắp một miếng gỏi lên nha. Đặc biệt là phải có thử miếng gỏi nè mọi người. Cái phần ngó lục bình phải có cái miếng ngó gì đặc biệt là phải có cái ngó lục bình, cái ngó ngó lên trời gì đó, kèm thêm một con tôm. Ồ, phải có tôm nữa đúng không đó. Một viên đậu phộng nữa. Một viên đậu phộng không, viên đậu phộng nữa cho nó đầy đủ. Này giống viên chân trâu á. Ok đấy, mời tất cả mọi người nha. Mời mọi người nha, thử với mình miếng nha. Thử nha mọi người, coi thử là sao. Có biết đã quá. Càng ăn nó muốn, càng thấm à. Muốn bay lên xa vương vương lên thế giới. Wow. Phê quá. Cái lúc mà mình ăn vô cái đầu tiên á là mình thấy nó hơi lẹt lẹt.
mà đúng là cái đầu tiên nó hơi lạc, càng nhai càng thấm gia vị vô, nhưng tự nhiên càng nhai nó càng ngọt, nó càng cay, nó càng mặn lên. Đỉnh quá mọi người ơi, mình không hiểu tại sao. Nói chung là ngon được cái hôm thưởng là miếng nữa mình cái rồi. Cái món gỏi này gọi là món gỏi thần kỳ luôn á. Lúc đầu mình chưa cảm giác được, bây giờ thử lần hai này thiệt luôn á. Ăn mình, nhanh quá, mình ăn mà mình cảm thấy nó y như nó đang bay trong miệng á. Hồi nãy như nó bay lên mặt trăng luôn, trời, thử một miếng nữa coi. Wow, lần này có bay lên thế giới không mọi người? Nó đã. Bình tĩnh, đừng có bồi quá, bình tĩnh, rung bối rối quá không. Cái phần mà còn này, nước sốt này, để mình chan cái nước sốt luôn. Lên thế giới lần hai, lên thế giới luôn, quá đã. Rồi lên về nước là các bạn, chờ về nước luôn. Hình như là cái rau củ này nó thấm cái gia vị vô bên trong á, trong bên nước nè. Ngon hơn. Ôi trời, thứ nào chịu nổi ta. Bất ngờ luôn. Cái phần mà ngó lục bình này nó giòn giòn, xốp xốp. Anh nói công nhận, lần đầu tiên ăn cái món gỏi mà kiểu như là nó không có bị mềm hay là bị dẻo đâu. Ừ. Nó giòn, mình cắn nó sứt ra luôn, nó sực sực. Lần đầu tiên ăn miếng gỏi ngó lục bình đúng không? Ừ. Mà nó chua chua, chua chua của cái vị chanh mình ăn vô á. Cái gia vị nó rất là vừa ăn luôn. Tại vì cái này á, thường là mình ăn kèm với một chén nước chấm chua ngọt. Là nó chính xác luôn. Nhưng mà tại vì tụi mình đang ăn ở đây này, nên là không có làm cái chén mắm chua ngọt. Ăn kèm với bánh tráng thì không còn gì để nói nữa. Quá dữ. Thử ăn thử luôn. Wow, tôi bước luôn. Vô làm miếng em. Bác đứng ngoài nắng nó quay kìa. Mẹ ăn rồi chứ, trái giờ mày hái lục bình cũng quá trời quá đất. Ăn này nó được cái nó đẹp trai mà nó ngại lên mấy ảnh lắm mọi người. Vô đây nè, hết sớm một miếng nữa đây bà con. Xử lý lại là vô. Ủa ăn trong đó luôn hả? Chơi lớn vậy. Ăn được tôm nhiều lắm, tôm cộng thêm cái miếng ngó gì đó nó ngon, không thể tin được luôn hả? Quá đỉnh luôn, bất ngờ luôn á. Đây là cái món lần đầu tiên mà quá đỉnh luôn mọi người. Tại hôm bữa mình nói rồi, mình sẽ làm cho mọi người xem. Quá dữ. Trời, con chó này nó đứng ở đây nó nhìn người ăn ngon cực kỳ luôn. Cho nó con tôm. Trời ơi mọi người, mỗi lần làm ẩm thực cái nó đứng sát bên nè. Cho nó lên hình lắm mọi người. Ăn được không? Món này có thể dùng trong các cho con tôm bữa tiệc, đám cúng, hoặc bữa ăn gia đình, hoặc là đám cứ nếu như mà mọi người có cái gọi là cái thực đơn này đưa vào. Mình nói số 1 đỉnh lắm mọi người. Thật sự là số 1 luôn. Cực kỳ đỉnh luôn. Nó quá ngon. Nếu như mình có thêm một ít rau thơm này, rau răm. Cái thằng nào nãy đổ nước sốt vô nhiều vậy? Chắc nó ra thêm á, chảy nè. Không sao. Đó để mình chấm luôn, hay quá. Wow, trời thứ dữ. Thứ dữ. Đó, hôm nay mình giới thiệu cho tất cả mọi người một cái món ăn dòng quê tiếp. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một like, một đăng ký ủng hộ kênh nha. Bởi giờ view nó tụt quá. Giờ này bên nó ổn không? Bây giờ bên, anh em khó khăn quá. Bên này không ổn chút nào em? Tùy ta, hình như là lục bão á, là mọi người mưa bão á, tập trung vào thiên tai, lo củng cố lại cái cuộc sống. Hôm nay không có nghĩ đến vấn đề người vào dưới đất. Tụi mình vẫn cố gắng làm những cái video hay nhất cho mọi người xem. Ngó lục bình này á, mình đi hái rất là cực. Mình kéo từng bó lên rồi mình đặt ra được có. Hồi nãy hả là 2 mấy tiếng tao quên rồi. Hơn nửa tiếng á. Nhớ lâu lắm mà. Nếu mà tính đi ra nó cả tiếng mấy, 2 tiếng. Cái đường khó chạy thấy ớn luôn. Đường khó chạy lặn lội ra đó hái. Nó thấm, nó rút cái nước chanh á, cái chua ra, ăn nó không bị ngán. Ngon cực kỳ luôn rồi, tờ rất là chưa nói rồi. Mẹ ra tờ nào mang ngon ngon trên đào gì. Đến với sắm dừa là luôn có những cái món hay, ngon, lạ. Mà cũng có những cái trò mà không thể nào đỡ được á mọi người. Trò gì cũng đỡ được. Cứ vậy vị xong. Wow. Chưa quên ăn thử cái cây kem này đi. Đây là cái cây kem dưa chuột. Thấy nó kỳ kỳ ta. Nó lấy từ núi Hội Sơn xuống đó. Không, thấy nó giống giống cái gì á. Thì giống cái cây kem thôi. Không, mà thấy nó giống giống cái gì á. Tưởng tượng bậy bạ.
sư phụ đánh chết bây giờ nha. Đây này lần đầu tiên bẻ cây kem ra ăn không? Ngon. Cái dầu, cái dầu. Để chưa? Bỏ dầu. Để không bỏ đầu ra. Cái này. Sống lên núi bấy lâu này mà tại sao lại quên những cái chiêu thức đó hả? Số 1. Số 1 đúng không? Sư phụ cà chớn không? Mới là ăn đòn chứ phụ. Có sư phụ không? Sư phụ đến lúc này già cả sức yếu bây giờ thì nói tao lại cho con. Tao này đợi tao dẫn sư phụ đi 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 club 97 ha. Ôi trời, sư phụ vô cho sư phụ nhắm những em nữ tuyệt vời. Sư phụ hai ba con đẹp luôn nha. Ok sư phụ. Đẹp đẹp đó. Quá. Tao tao quá ơi. Quá đẳng cấp. Con tôm này. Làm mấy ha. Hảo tủ, hảo tủ. Rượu đâu sư phụ? Rượu hả? Ừ. Sư phụ không uống rượu. Vậy hả? Ừ. Sư phụ muốn uống là tự uống nha. Quá. Thì video của mình ở đây nó cũng hơi dài chứ. Mà có 30 phút rồi dài. Mới 30 phút hả? À, làm nửa tiếng. Thì mình rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Huy nha. Đây là những video ẩm thực nhẹ nhàng đơn giản ở vùng quê nông thôn của mình. Mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người, và những ai muốn có những cái công thức đặc biệt và hay và như của mình, hãy đến với kênh Sắm Dừa TV. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye mọi người. Chà, chà lắm. Bye bye tất cả mọi người nha.